Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Tiết học hôm nay của chúng ta là bài tập xuất điện động tự cảm, gồm có 3 phần như sau: tóm tắt công thức, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận. Với phần số 2, bài tập trắc nghiệm, các em không cần phải ghi chép. Còn phần thứ 1, phần thứ nhất tóm tắt công thức và phần thứ 3, bài tập tự luận thì các em ghi chép thật đầy đủ. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, tóm tắt công thức. Một nhỏ từ thông riêng của một mạch kín. Xét một mạch điện kín, trong đó có dòng điện cường độ Y nhỏ chạy qua. Dòng điện Y này sẽ sinh ra một từ trường, và từ trường này sẽ tạo ra từ thông riêng của mạch, ký hiệu là phi. Ta có công thức phi bằng L nhân Y. Trong đó phi là từ thông riêng của mạch điện, đơn vị là Vbe. L là độ tự cảm của mạch điện, đơn vị là Henry. Và Y là cường độ dòng điện, đơn vị là Ampere. Hai nhỏ, hệ số tự cảm của ống dây. Ta xét một ống dây có chiều dài ống là L, tiết diện của ống là S, và ống dây gồm N vòng dây. Ống dây gồm N vòng dây. Khi đó độ tự cảm của ống dây được tính bằng công thức L bằng 4pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân N bình phương chia L nhân S. Để làm tăng độ tự cảm L của ống dây, người ta thường quấn nhiều vòng dây, tức là N lớn. Mặt khác, người ta đưa vào bên trong lòng của ống dây một lõi sắt. Khi đó, công thức tính độ tự cảm của ống dây có lõi sắt L bằng 4pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân mu nhân N bình phương chia L nhân S. Thì trong công thức này, mu được gọi là độ từ thẩm, là một đại lượng đặc trưng cho từ tính của lõi sắt. Trong trường hợp mà các bạn đưa lõi sắt vào trong lòng ống dây này thì độ tự cảm L sẽ tăng lên mu lần. Ta ghi chú các đại lượng có trong công thức. L là độ tự cảm, đơn vị Henry. N là số vòng dây. L chiều dài ống dây, đơn vị là mét. S là tiết diện ống dây, đơn vị là mét vuông. Và mu là độ từ thẩm. Ba nhỏ, xuất điện động tự cảm. Như chúng ta biết, khi dòng điện Y đi qua mạch biến thiên, ta có từ thông riêng của mạch biến thiên gây ra hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng cảm ứng điện từ này do tự bản thân mạch điện sinh ra nên được gọi là hiện tượng tự cảm. Và khi có hiện tượng tự cảm xảy ra thì trong mạch xuất hiện sốc xuất điện động tự cảm, ký hiệu là ETC. Và công thức ETC bằng trừ L nhân với delta I chia delta T. Xuất điện động tự cảm này có độ lớn tỷ lệ với tốc độ biến thiên cường độ dòng điện. Delta I chia delta T được gọi là tốc độ biến thiên cường độ dòng điện. Cách viết thứ hai của xuất điện động tự cảm đó là giá trị độ lớn. Trị tuyệt đối của ETC, tức là xuất hiện động tự cảm, sẽ bằng L nhân trị tuyệt đối của delta I chia delta T. Đây là giá trị, đây là độ lớn các bạn ha. Ta chú thích, trong đó ETC là xuất hiện động tự cảm, đơn vị vôn. L là độ tự cảm, Henry. Delta I bằng I sau trừ I trước, I2 trừ I1, được gọi là độ biến thiên cường độ dòng điện và đơn vị của nó là ampere. Delta I chia delta T là tốc độ biến thiên cường độ dòng điện. Rồi, như vậy chúng ta vừa kết thúc cái phần ôn tập các kiến thức của bài cũ. Giờ chúng ta sang phần tiếp theo, bài tập trắc nghiệm. Câu số 1. Độ lớn của xuất điện động cảm ứng trong mạch kín tỷ lệ với. Câu này là chúng ta nhắc lại một kiến thức cũ của bài trước nữa ha, tức là bài liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ. Vậy thì xuất điện động cảm ứng trong mạch kín tỷ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy. Đúng không Kem? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu A.
Cái câu này chúng ta ôn tập lại cái hiện tượng cảm ứng điện từ để từ đó ta liên hệ qua cái xuất hiện động tự cảm. Câu số 2. Từ thông riêng trong mạch kín có biểu thức. Rồi. Phi bằng L nhân Y. Đúng không các bạn? Vậy đáp án sẽ là câu C. Câu số 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm. B. Xuất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là xuất điện động tự cảm. C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Xuất điện động cảm ứng cũng là xuất điện động tự cảm. Như vậy câu không đúng, các bạn thấy đó chính là câu nào các bạn? Xuất điện động cảm ứng cũng là xuất động tự cảm. Thì rõ ràng chúng ta thấy là công thức tính EC tức là xuất động cảm ứng và công thức tính xuất động tự cảm nó khác nhau rõ ràng. Nếu như EC là bằng trừ L delta I chia delta T, ETC là bằng trừ L delta I chia delta T, thì EC lại là trừ delta phi chia delta T. Vì vậy đáp án không đúng ở đây đó là câu D. Câu số 4. Đơn vị của hệ số tự cảm. Hệ số tự cảm hay còn gọi là độ tự cảm có đơn vị là? Đáp án D, Henry. Đọc là Henry và ký hiệu là H. Rồi câu số 5 này là một câu trắc nghiệm về bài tập, cũng khá khó. Vì vậy nên chúng ta sẽ trở lại nó sau khi mà cô hướng dẫn các bạn làm những cái bài tập tự luận dạng cơ bản ha. Thì bài tập này nó hơi khó rồi. Vậy chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ đi giải một số những bài tập của phần tự luận. Bài 1. Rồi các bạn nãy giờ ghi chép cái phần tóm tắt kiến thức rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ghi chép bài tập vào vở từ cái phần này các em nhé. Từ với phần bài tập tự luận này là các em phải ghi chép rồi. Bài số 1. Một ống dây gồm 500 vòng, có chiều dài 50cm, tiết diện ngang của ống là 100cm², lấy bi bằng 3,14. Tìm hệ số tự cảm của ống dây. Rồi như vậy chúng ta sẽ đi vào tóm tắt. Ở đây 500 vòng là cho chúng ta N. Chiều dài ống dây là L 50cm, chúng ta đổi ra mét. 50cm đổi ra mét là bằng 0,5, tức là ta chia cho 100. Tiết diện ngang của ống tức là S bằng 100cm². Vậy đổi từ 100cm² ra mét vuông, ta sẽ chia cho bao nhiêu các em? Đổi từ cm ra mét ta chia cho 100. Vậy đổi từ cm² ra mét vuông chúng ta sẽ chia cho 100 bình. À, rồi, đề bài cho bi bằng 3,14 yêu cầu tìm hệ số tự cảm của ống dây, tức là tìm độ tự cảm L. À, vậy đây cô có cái tóm tắt sẵn cho các bạn đây. N 500, L là 0,5, S chúng ta lấy 100 chia cho 100 bình và nó sẽ ra là 0,01 mét vuông và yêu cầu tìm độ tự cảm của ống dây. Độ tự cảm của ống dây hay còn gọi là hệ số tự cảm. Như vậy ta dùng công thức L bằng 4bi nhân 10 mũ trừ 7 nhân N bình phương chia L nhân S. Và chúng ta nhìn sang tóm tắt, N, L và S tất cả đều có đủ. Rồi các bạn thay số vào. Sau đó chúng ta bấm máy. Vậy nếu như các em theo dõi cái video của cô á, thì đến đây các bạn có thể là click để cho cái video nó ngừng lại ha. Để cho video ngừng lại. Rồi chúng ta tiến hành ta làm. Đó, ta làm xong rồi ta lại tiếp tục play cái video để ta kiểm tra ra kết quả. Rồi kết quả của bài số 1 này cô tính được đó là 6,28 nhân 10 mũ trừ 3 Henry. Như vậy bài số 1 này đơn giản, chúng ta chỉ cần viết công thức ra, thay số, bấm máy cẩn thận là chúng ta sẽ làm được. Chúng ta đi vào bài số 2. Cho dòng điện 10A chạy qua một vòng dây, tạo ra một từ thông qua vòng dây là 5 nhân 10 mũ trừ 2 VB. Tìm độ tự cảm của vòng dây, tìm độ tự cảm L của vòng dây. Như vậy ta tóm tắt, dòng điện I nhỏ bằng 10A chạy qua vòng dây sinh ra từ thông phi 5 nhân 10 mũ trừ 2, yêu cầu tìm độ tự cảm. Như vậy ở đây là ta đề cập đến từ thông riêng của một mạch điện kín ha. Như vậy ta sẽ có độ tự cảm của vòng dây là
phi bằng l nhân y, từ thông riêng của mạch phi bằng l nhân y, từ đó suy ra l sẽ bằng phi mà chia cho y. Rồi chúng ta thay số và bấm máy. Kết quả tính được là 5 nhân 10 mũ trừ 3 Henry. Vậy với bài số 2 này cũng là bài cơ bản, ta áp dụng công thức tính từ thông riêng của một mạch điện kín là chúng ta sẽ giải quyết ngay được thôi. Chúng ta sang bài số 3. Một ống dây có hệ số tự cảm L bằng 0,1 Henry. Cường độ dòng điện qua ống dây tăng dần đều từ 0 đến 10 ampere trong khoảng thời gian 0,1 giây. Dòng điện tăng đều từ 0 đến 10 ampere. Như vậy ta hình dung 0 là I1 và 10 ampere là I2, tức là dòng điện lúc đầu và dòng điện lúc sau. Trong khoảng thời gian delta T bằng 0,1 giây, tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian đó. Đó. Như vậy cho L ở đây là cho delta I ha. Delta I là bằng I2 trừ cho I1 xuất hiện trong công thức mà chúng ta sẽ sử dụng đấy. Ở đây thì cô tính luôn cái delta I này ra ha. Như vậy là độ biến thiên cường độ dòng điện delta I sẽ bằng I2 trừ I1 ha. Với I2 là 10 ampere, I1 là 0 ampere, dòng điện tăng đều từ 0 đến 10 ampere. Như vậy I sau là 10, I đầu là 0. Như vậy thì 10 trừ 0 bằng 10 ampere. Như vậy thì cô sẽ tìm luôn cái độ biến thiên cường độ dòng điện ngay trên tóm tắt các bạn nhé. Rồi yêu cầu tính suất điện động tự cảm, tức là tìm giá trị của ETC. Rồi như vậy công thức chúng ta có là ETC bằng gì các bạn nhỉ? ETC bằng trừ L delta I chia delta T, suất điện động tự cảm. Rồi như vậy thay các giá trị vào ha, các em sẽ thay các giá trị vào. Các bạn sẽ tính ra được cái suất điện động tự cảm này sẽ có giá trị là âm 10V. Vậy thì đây là yêu cầu tình là tìm suất điện động. Như vậy suất điện động này nó có thể ra âm và cũng có thể có giá trị dương. Còn nếu như đề bài yêu cầu các em là tính độ lớn của suất điện động thì lúc đó các bạn sẽ phải lấy trị tuyệt đối và lúc đó giá trị âm nó sẽ mất đi và ta chỉ lấy cái giá trị dương thôi. Đó là trường hợp đề bài yêu cầu tìm độ lớn. Còn đề bài không nói rõ tìm độ lớn mà chỉ nói tìm suất điện động thôi thì các bạn có thể ra âm và cũng có thể ra dương. Tiếp theo bài số 4. Một ống dây dài 50 cm có 2.500 vòng dây. Đường kính của ống là 2 cm. Đường kính của ống dây các bạn ha, đường kính của ống dây tức là cái tiết diện của ống á, nó là hình tròn. Vậy thì đường kính của nên dẫn đến là nó sẽ có đường kính ha. Một dòng điện biến đổi điện đều theo thời gian chạy qua nó trong 0,01 giây. Cường độ dòng điện tăng từ 0 đến 1,5 ampere. Tính độ lớn suất điện động tự cảm trong ống dây. Như vậy cho chúng ta là chiều dài của ống nè, số vòng dây nè, đường kính của ống và cho chúng ta thời gian dòng điện biến thiên. Biết dòng điện thay đổi từ 0 đến 1,5 ampere. Rồi, như vậy ta sẽ có tóm tắt như sau. 50 cm đổi ra là 0,5 m. Đường kính là 2 cm, các bạn sẽ đổi ra là bao nhiêu mét luôn? Đổi ra là 0,02 m ha. Khoảng thời gian delta T và delta I bằng 1,5 ampere. Cái delta I này tính làm sao để ra 1,5 các em? Delta I là độ biến thiên cường độ dòng điện. Vậy nó sẽ bằng I2 trừ cho I1 giống như bài trước. Ở đây I sau là 1,5, I đầu là 0. Như vậy delta I sẽ bằng 1,5. Được hình dung được không các bạn? Rồi từ đó chúng ta đi tìm độ lớn của suất điện động tự cảm. Rồi, như vậy chúng ta thấy muốn tìm được độ lớn của suất điện động tự cảm thì chúng ta phải có thứ nhất là cái tiết diện S của ống dây. À, cái tiết diện S của ống dây. Tại bài trước cho S, bài này chưa cho S. Như vậy việc đầu tiên các bạn phải làm đó là đi tìm tiết diện của ống dây trước ha. Như vậy ống dây của chúng ta là hình tiết diện là hình tròn. Vì vậy nên công thức là S bằng pi nhân với R bình. Mà R thì lại bằng nửa đường kính. Bán kính thì bằng một nửa đường kính. Như vậy dẫn đến là R sẽ bằng D trên 2, đúng không các em? Bán kính R sẽ bằng D trên 2, lấy đường kính trên 2. Như vậy pi nhân với R bình. Vậy là pi nhân với R trên 2 tất cả bình, tức là D bình chia cho 4. D trên 2 tất cả bình là D bình phương chia cho 2 bình phương là chia cho 4. Và chúng ta sẽ tính được diện tích của ống dây
Tiết diện ngang của ống dây là S bằng 3,14 nhân 10 mũ trừ 4 mét vuông. Nha. Diện tích tiết diện ống dây S bằng pi R bình, mà R thì bằng D trên 2. Như vậy thì R bình sẽ là D bình trên 4. Nha. Các bạn ghi chép và làm vào giùm cô. Sau khi ta tính được tiết diện của ống dây rồi, vậy thì muốn tìm được suất huy động tự cảm thì ta cần phải có độ tự cảm L của ống nữa ha. Như vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ tính đó là độ tự cảm của ống dây. L bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân N bình phương chia L nhân S. Ở đây bài tập này không hề nhắc đến là ống dây này có lõi sắt. Đó, vì vậy nên cái mui này là dư rồi các em ha. À, còn không các bạn lấy mui bằng 1 cho cô cũng được nha. Ở đây xin lỗi các bạn, lúc cô đánh không để ý nó có cái chữ mui này, hay chúng ta bỏ mui luôn, hoặc là chúng ta thay mui bằng 1 vào đây. À, như vậy ta có 4 pi nhân 10 mũ trừ 7, N là 2500 vòng bình lên, chia cho L là 0,5 nhân với tiết diện S. Thì tiết diện S các bạn tính được ở trên đây rồi nè, 3,14 nhân 10 mũ trừ 4 ta thay vào đây. Từ đó tính ra được độ tự cảm của ống dây L bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3 Henry. À, kem chịu khó chúng ta cho cái video nó ngừng lại, rồi chúng ta lấy máy tính ra ta bấm theo cô các bạn ha. Sau khi tìm được tiết diện S và tìm được độ tự cảm của ống dây rồi thì chúng ta bắt đầu đi tìm suất định động tự cảm. Và chú ý là có độ lớn là. Như vậy là suất định động tự cảm có độ lớn là, như vậy ta sẽ đi tìm trị tuyệt đối của ETC. Như vậy nó sẽ bằng L nhân với trị tuyệt đối của delta Y chia cho delta T. Đó. Như vậy ta xem L có rồi này, delta Y có rồi này, delta T có luôn. Vậy chỉ cần thay số vào và các bạn sẽ tính toán ra được kết quả là bằng 0,75V. Như vậy là chúng ta đã kết thúc xong 4 bài tự luận, 4 bài tự luận với cái mức độ là tăng dần từ dễ đến khó. Thì trong đó bài số 4 này được coi là bài tập khó các em ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại một cái phần bài tập bài tác trắc nghiệm ở cái phần cuối cùng, cái bài trắc nghiệm cuối cùng của chúng ta mà cô nói lúc nãy ấy, là chúng ta sẽ tạm dừng chưa làm, để sau khi cô hướng dẫn các bạn làm một số những bài tập tự luận rồi, các bạn nắm được kiến thức cơ bản rồi thì chúng ta mới làm bài trắc nghiệm đó. Để chúng ta quay lại cái bài đó các em ha. Đây bài trắc nghiệm số 5 đây. Một ống dây dài 40 cm, đường kính 4 cm, 400 vòng dây quấn sát nhau, ống dây có dòng điện 1A chạy qua. Sau khi ngắt ống dây ra khỏi nguồn điện, từ thông qua ống dây giảm đều từ giá trị ban đầu về đến 0 trong khoảng thời gian 0,01 giây, tìm suất để động tự cảm. Như vậy ta xem bài này cho các bạn cái gì? Chiều dài ống dây, đường kính ống. Như vậy nó khá giống cái bài tự luận số 4 lúc nãy. Cho đường kính này, chút nữa các bạn sẽ tính được cái tiết diện của ống, đúng chưa? Rồi 400 vòng dây, dòng điện 1A chạy qua. Rồi sau khi ngắt ống dây rồi thì dòng điện nó sẽ giảm, đúng không các bạn? Và người ta cho là từ thông giảm đều từ giá trị ban đầu về đến 0. Vậy nghĩa là khi từ thông giảm đến 0 thì dòng điện lúc sau cũng giảm về 0 luôn. Như vậy ở đây ta sẽ có là dòng điện lúc đầu là 1A và lúc sau là 0A trong khoảng thời gian delta T bằng 0,01 giây. Tìm suất điện động tự cảm trong ống dây. Rồi, như vậy thông qua những ý này các bạn sẽ tóm tắt vào cho cô ha. Chiều dài L, đường kính D, số vòng dây, delta Y là độ biến thiên cường độ dòng điện. Ta lấy Y sau là 0, trừ cho Y trước là 1. Như vậy 0 trừ 1 sẽ bằng âm 1A. Khoảng thời gian delta T là 0,01 giây. Rồi chúng ta kiểm tra lại xem những cái gì các bạn tóm tắt nó đã giống, nó đã đúng chưa. Đây, N 400 vòng, L 0,4 m, đường kính D, delta T và delta Y. Cô nhắc lại delta Y này là độ biến thiên cường độ dòng điện, ta lấy Y sau trừ cho Y đầu. Y sau là 0, từ thông giảm về 0 thì dòng điện cũng bằng 0. Và Y vậy là lúc sau là 0 trừ cho lúc đầu là 1, vậy 0 trừ 1, vậy delta Y bằng âm 1. Rồi từ đây chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập này tương tự như bài tự luận số 4. Đầu tiên ta sẽ đi tìm đó là tiết diện của ống dây. S bằng pi D bình chia 4. Các bạn thay số vào, với D là 0,04 ta bình lên. Rồi
Cô giữ lại chữ bi này, không bấm chữ bi các bạn nha, cô để lại chữ bi này. Vậy kết quả các bạn sẽ tính được là bằng 4 nhân 10 mũ trừ 4 và gắn thêm bi vào. Như vậy là tiết diện của ống dây là 4 bi nhân 10 mũ trừ 4 mét vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm đó là gì các em? Độ tự cảm của ống dây L. Không? Rồi công thức quen thuộc rồi. L bằng 4 bi nhân 10 mũ trừ 7 nhân N bình phương chia L mà nhân với S. Đó. Bây giờ thì cô đã không quên, cô đã không bị quên. Giống như bài trước là cô cho cái độ từ thẩm mi vào ha. Bài này ta không nhắc gì đến cái lõi sắp hết nên không có cái mi. Đó, vậy nên công thức này là công thức mà nó ngắn gọn rõ ràng nhất, được chưa? Từ đó ta thay số vào. 4 bi nhân 10 mũ trừ 7. Bi này các em thay nó là bằng 3,14 nha. Rồi, nhân với N bình phương, 400 bình phương chia cho L 0,4 nhân với diện tích S trên đây. Từ đó bấm máy các bạn sẽ tính được kết quả là 6,3 nhân 10 mũ trừ 4 Henry. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần bài tập của bài tập xuất hiện động tự cảm. Vậy thì cô mong rằng nếu như các bạn học cái video mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta chịu khó chúng ta xem lại nha. Thì bài tập ở đây là đã có cái sự sắp xếp, bài tập tự luận đã có sự sắp xếp là từ câu dễ cho đến câu khó. Vậy với những bạn học yếu thì chúng ta có thể nắm tốt, thật tốt cho cô 3 bài đầu tiên là được rồi. Còn những bạn ta học khá một chút thì ta sẽ cố gắng để làm sao nắm và hiểu được trọn vẹn hết 4 bài tự luận cũng như là 5 câu trắc nghiệm. Và sau khi các em đã học xong cái video này rồi thì chú ý cho cô là các em phải chép bài đầy đủ nhé. Và khi đi học lại, thầy cô sẽ tiến hành kiểm tra vở các bạn và sẽ chỉ ôn tập thôi chứ không có giảng lại bài này lần nữa đâu các em nha. Sẽ không có giảng lại từ đầu đâu, chỉ ôn tập lại thôi. Và thứ hai nữa là các bạn làm 3 bài tập trong tài liệu, 3 bài tập đầu tiên trong tài liệu cái phần bài tập tự luận. Rồi cô xin chào tất cả các em nhé.